thì có thể lướt qua một tí. Thực ra thì cái convert từ Max sang Blender thì mình cứ bám theo công thức của thằng Max rồi từ đấy mình đổi sang thôi, nó không có gì phức tạp quá đâu. Chủ yếu là cái thằng Max ấy thì nó sẽ có một vài cái nốt mà thằng Blender nó không có, ví dụ như cái nốt phô nò đấy. Đây thì ví dụ như của cái mặt ghế này, đây thì Blender nó mặc định nó không có đâu. Đây thì mình sẽ phải chế chế cái nốt này để ra được cái hiệu ứng của nó. Cái nốt phô nọc này thì mình cũng tìm kiếm trên mạng một thời gian rồi sau đấy tổng hợp ra được một cái nốt như thế. Lát nữa anh em có dùng thì gửi cho. Đấy. Thì chủ yếu là cái những cái thư viện mà mắc bây giờ mình chuyển từ chủ yếu những cái thư viện từ Mac bây giờ mình chuyển từ Corona sang. Đấy, từ Corona hầu như là mình chuyển từ Corona sang. VLAY cũng có nhưng mà VLAY thì ít, không nhiều. Nhưng về cơ bản thì thông số nó cũng na ná nhau. Có cái thì thằng VLAY với cả một số các cái engine khác thì cái nốt vật liệu của nó hơi hơi khó đọc hơn so với Corona một xíu, nó không tách biệt rõ ràng. Còn đa phần thì Corona mình thấy cũng rất ok. Các cái thư viện thì Corona bây giờ nó chia ra hai kiểu, một là Corona Legacy, đó là cái nốt kiểu cũ. Đấy, thì nó sẽ không có tách biệt rạch ròi giữa vật liệu kim loại hay phi kim. Còn Corona kiểu mới thì nó sẽ có luôn một cái mục nó ghi ở trên này. Đây là metan hay là lăn metan, thì nó sẽ vật liệu kim loại phi kim luôn thì mình dễ phân biệt. Còn đâu những cái mà dạng Corona Legacy này thường thì mình sẽ phải xem cả cái review này của nó để mình ước chừng xem là nó có phải kim loại hay không, hoặc là dựa vào tên. Đấy. Nếu như giả sử anh em mình gặp mấy cái đồ mà dạng kiểu tên Trung Quốc hay là cứ kiểu material 123 thăng nọ trai kia thì không dựa vào tên được, thì lại phải xem cái hiệu ứng này thôi. Đấy. Thì chuyển từ Max sang Blender thì anh em có hay thường là import đuôi gì vào? Như mình thì là mình sẽ hay import dạng đuôi FBX. FBX OBJ thì cho từ Max sang Blender nó hay kiểu bị gộp hết vào thành một vật liệu nếu nó là một object, toàn bị gộp vào thành một vật liệu nên mình toàn phải chơi dạng là FBX hết. Thi thoảng thì sẽ phải đổi sang đuôi DAE, Colanda gì đó. Tại vì những cái dạng đuôi FBX ấy, thì có một số file mình làm nó sẽ có một cái hiện tượng là bị co kéo hay thay đổi gì đó, mà đến lúc mà mình xuất FBX sang Blender là nó sẽ bị bay tứ tung hoặc là mất hình dạng Hello kiểu mọi kiểu như vậy. người. Hello chị nha. Xin lỗi chị, tôi trả xíu nha, để có việc xíu. Vâng, ok thì không sao. Em cũng chưa chia sẻ gì nhiều đâu. Mới bắt đầu. Em cứ chia sẻ đi. Đấy, thì cái FBX thì nó hay bị bay, hay bị bay. Và một số trường hợp thì chúng ta có thể dùng cái reset XForm này để xử lý cái đó cho file FBX. Nhưng mà một số trường hợp khác thì cái này cũng không xử lý được. Thế là thôi mình phải dùng file Colanda đuôi chấm DAE. Nhưng mà đuôi chấm DAE thì nó sẽ bị dính một cái rồi. Đuôi AE thì nó sẽ bị dính một cái là vật liệu của nó bị đổi tên một tí. Đổi tên một tí.
Và thường thì xuất đuôi DAI sang Blender, object nó sẽ bị cái tình trạng là viewport nó biến thành trong suốt. Nó kiểu như này, cái alpha của nó sẽ bị không, kiểu như này đấy. Tức là mình nhìn nó sẽ kiểu dạng như trong suốt luôn. Trông khá khó chịu đối với thằng đuôi file DAI. Mình cái mình hay dùng nhiều nhất thì nó là FBX. Trừ những cái trường hợp mà file nó bị co kéo biến dạng nhiều quá không xài được thì mới phải nhảy sang cái DIN. Đấy. Đấy là cái về xuất file này. Mà trước khi xuất file thì mình sẽ hay thường là ungroup hết đi. Ungroup hết này, rồi convert nó sang đây, convert sang mesh. Để cho những cái một số thí dụ như hiệu ứng Turbo Smooth hay sắp Divide của bên Max này nó được apply luôn. Chứ nếu không là một số file thì người ta sẽ để các cái như kiểu đây Turbo Smooth này, các modify đây họ dùng mà nếu xuất thẳng ra mình không convert sang mesh hoặc poly thì đôi khi nó sẽ bị mất cái đấy và lưới nó sẽ không được dày như mình nhìn bên 3D Max. Đấy là xuất sang xuất file từ FBX sang Blender. Sau khi import xong thì chúng ta cứ làm việc với nốt Blender bình thường thôi. Nó cũng sẽ có bump display các kiểu. Thì ở đây mình sẽ có một xíu ví dụ với cái để chúng ta so sánh lúc mình convert sang. Đây, mình sẽ bấm mời. Làm nào để hiện được hai cái cùng lúc như được. Đây chắc kéo như này. Bên này lên max. Đây cùng một vật liệu fabric như kiểu vật liệu vải thì mình sẽ convert kiểu như này. Thì chúng ta có thể thấy là đa phần khi chuyển từ Max sang Blender mình có thể tận dụng luôn cái node principle của nó được. Ít khi mình phải mix với các cái node khác, tại vì principle thì nó có hầu hết tất cả các cái thông số chức năng. Mình có thể xem bên cái thằng Corona thông số như nào rồi mình convert sang y hệt. Ví dụ như diffuse color thì chúng ta có cái thằng base cũng tương tự. Ở đây nó sẽ có hai cái là reflect color và reflect gloss của thằng mask. Thì reflect thì nó tương ứng với thằng specular đây của thằng blender. Đấy, reflect và gloss thì nó tương ứng với thằng gloss. Nó chỉ khác một xíu đó là thằng Corona thì nó tính hiệu ứng gloss thì tức là cái độ bóng. Còn Blender thì nó lại tính là theo roughness là cái độ nhám, tức là hai thằng ngược nhau. Thì giả sử như bên Corona nó để gloss là 0.4 chẳng hạn. Thì bên Blender nó sẽ là roughness sẽ là 1 trừ 0.4 là bằng 0.6. Đấy. Hai cái số nó sẽ ngược nhau. Số này là bao nhiêu thì số kia sẽ là 1 trừ đi. Nó ngược theo kiểu như vậy. Chỉ ở phiên bản Blender cũ thì cái node principle ấy nó không thể hiện được hết tính năng của thằng Corona nếu mà chúng ta có node sang, nhất là về cái mặt kim loại. Kim loại thì nó sẽ có cái màu sắc của cái phản xạ reflection này. Đấy, chính là cái thằng specular, thằng tin này. Đấy. Ở phiên bản cũ thì Blender không thể hiện được cái màu đó. Nên con node khá là khó khăn. Hơi bị nhọc nhằn tí, mình có thể mix thêm nốt glossy hay là gì đó thì nó mới thể hiện ra được đúng cái màu. Tuy nhiên ở Blender tầm 4.0 trở đi
1.1 này chúng ta có cái tin màu màu phản xạ này thì mình sẽ theo được cái color reflection của thằng Max ở đây. Đấy. Màu reflection bên này như nào thì bên speculum lấy như vậy. Đấy, chúng ta có IOR level đây. Thì nó cũng liên quan đến cái level của reflection chỗ này. Snell thì mình có IOR ở phía trên. Đấy. Còn glossiness đây thì chính là reflection glossy. Mình có glossiness rồi này. Chúng ta sẽ phải cân đối xem là cái vật Luna nó là kim loại hay là phi kim thì mình có thể tăng giảm cái metallic để mình thay đổi được cái hiệu ứng của nó. Đấy. Với một số các cái vật liệu khác nữa thì lát nữa mình sẽ mở một cái file ví dụ khác, ví dụ như là thủy tinh thì nó sẽ mix hơi khác một tí. Chúng ta có emission thì tương ứng với cái trong cái expand option này, nó có cái cell illumination này của corona cũng tương tự. Multiplier thì mình có thể thay bằng scale. Color mình cũng back sang. Bây giờ thì tiện cái là Blender pick màu trực tiếp ở bên ngoài được, nên mình không phải copy hay là ngồi search mã màu nữa. Ngày trước là ngồi search mã màu xong rồi convert sang bên này khá là nhọc nhằn. Ví dụ như ngày xưa là cái thang màu nó là 255 này. Đấy. Còn đâu ở bên Blender thì nó lại dạng thập phân. Nếu mà chúng ta search từ bên Corona sang thì mình sẽ thấy ví dụ ở cái mục kênh red này chẳng hạn, nó là 78 chẳng hạn, thì mình sẽ phải lấy 78 chia 255, nó ra một con số nào đấy, rồi mình paste vào cái kênh red ở trong Blender, nó mới ra được đúng giá trị đấy. Tương ứng với các cái kênh màu khác như Green Blue cũng vậy, mình sẽ lấy số bên này mình chia 255 rồi mình paste vào đây. Tuy nhiên thì bây giờ mình pick màu được thì nó sẽ rảnh hơn rất là nhiều, không phải chơi cái trò đấy nữa. Đấy. Còn tiếp theo thì chúng ta sẽ có một vài cái nó hơi khác biệt một xíu nữa là trong Corona nó sẽ có một vài map, thí dụ như ở trong Max nó sẽ có một vài map, ví dụ như resource đây. Nó sẽ có cái color collection. Đấy, cái color collection này thì nó sẽ tương ứng với cái nốt hue của mình, hue saturation value ở trong Blender. Đấy, chúng ta có hue shift này, saturation này, thì mình có hue saturation. Ở đây nó hơi khác một tí, cái thằng hue shift này nó sẽ nằm trong khoảng từ trừ 180 cho đến 180. Đấy. Thì tương ứng với Blender nó sẽ trong khoảng từ 0 đến 1. Đấy, mình sẽ phải convert biến đổi cái tỷ lệ margin ra. 0.5 đây chính là tương ứng với cái giá trị 0 nằm giữa của thằng Max. Đấy. Nó hơi mệt cái đoạn chuyển màu thì, nhưng mà nếu mà chúng ta chịu khó mình ngồi mình bấm chia theo đúng tỷ lệ thì nó sẽ ra được cái chính xác chuyển đổi vật liệu. Saturation thì cũng như vậy. Saturation thì nó sẽ trong khoảng từ trừ 100 đến 100. Còn Blender thì nó sẽ từ 0 đến 2. Đấy, mình cũng sẽ phải tính tỷ lệ sai khác. Tiếp theo đó thì chúng ta có cái thằng Lightness ở đây. Thì nó sẽ có cái Brightness và Contrast. Thì nó tương ứng với cái nốt Brightness Contrast trong Blender. Nếu mà trong Body Mask nó mà không có chỉnh sửa gì cái thông số này thì chúng ta có thể không cần dùng cái nốt Brightness Contrast. Mình chỉ cần hue thôi, hue chỉnh một số màu phía trên. Còn nếu mà nó có chỉnh thì chúng ta có thể nối sau như kiểu như vậy. Đấy, mình sẽ có texture nối vào hue, sau từ hue nối sang Brightness. Giờ mình sẽ xử lý từng bước một. Để trong một Lightness
Nếu mà nó không dùng standard mà nó để advanced thì chúng ta sẽ lại chuyển sang một dạng convert mà nó phức tạp hơn một xíu. Advanced ở đây thì ví dụ như cái mục gamma contrast thì chúng ta cũng sẽ phải dùng cái nốt gamma đây. Nhưng mà nó sẽ hơi ngược một xíu ở đây. Cái gamma ở đây thì dụ nó để là 2 chẳng hạn. Thì mình sẽ phải ghi là 1 phần 2. Đấy, mình sẽ phải lấy con số 1 mình chia cho số gamma của phía bên Banimax mình chuyển vào đây. Thì mình lấy ra convert đúng cái giá trị. Đấy. RGB đây thì chúng ta có thể thay thế bằng cái phần value của nốt hue. Đấy. Ở dưới thì nó sẽ còn có một số trường hợp nó tách là RGB đây. Đấy, RGB 100, 100, 100 này. Thì chúng ta cũng sẽ có sử dụng cái nốt gọi là đâu rồi ta? Convert đây, Sepia Color. Đấy, mình cũng phải tách kênh màu. Rồi mình mới combine. Mình lại gục kênh màu. Thì ví dụ ở đây nếu giả sử người ta có cái vật liệu mà của kênh red chẳng hạn, nó ghi là 120, 120 chứ không phải là 100, thì mình sẽ phải map cái kênh red, mình nhân nó lên 1,2 lần thì mình sẽ ra được giá trị đó. Đấy, nó sẽ hơi phức tạp một xíu nếu mà người ta dùng cái phần advanced của thằng Linux trong Banimax, mình sẽ phải mất thời gian mình còn bớt sang cái này nữa. Đấy, một vài cái lưu ý ở trong Color Collection của thằng Max khi mình còn lướt xong Blender để ra được cái để cũng tương đối chuẩn. Mình nghĩ là tương đối chuẩn. Tiếp theo nữa thì nó sẽ còn có cái nốt mà mình sẽ thấy khá nhiều đó là cái thằng Composite. Đấy, Composite ở trong Max thì nó sẽ tương ứng với cái nốt mix color này của mình ở trong Blender. Đấy, Composite thì nó sẽ thường là nối rất khá nhiều thằng, mình có thể thêm vài thằng đây. Đấy, thì nó sẽ tương ứng với cái nốt mix color đây. Ở đây chúng ta cũng có các kiểu chế độ hòa trộn, normal, average này, multiply, darken, vân vân. Thì nó chính là cái blending mode của nốt mix color ở trong Blender. Tuy nhiên thì trong thằng Max này nó sẽ có một vài cái nó hơi khác hơn một tí, như kiểu phần 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 thêm ấy mà thằng Blender nó không có. Ví dụ chúng ta có spotlight này đấy thì Blender không có. Rồi chúng ta có average thì như Blender cũng không có. Đấy, thì những cái này thì mình bắt buộc sẽ phải lên trang chủ của Banimax hay của trang Corona, mình không nhớ nữa. Đấy, mình sẽ xem là cái công thức của cái blend này là gì. Ví dụ như spotlight thì hình như nó ghi là na ná thằng softlight, không nhớ lắm. Kênh đấy nó ở đâu đấy, lâu lắm rồi mình không xác. Đây, mình sẽ phải tìm là thông số vật liệu composite trong Banimax thì mình mới search được. Mới search được. Nó sẽ có một số các cái thông số mà nó khác, ví dụ edition, average, spotlight, spotlight, blend. Đấy, những cái đấy khác thì mình sẽ phải chịu. Còn đâu thì trong thằng composite này thì nó cứ chia layer 1, layer 2, layer 3 thì tương ứng với A, với B của mình. Đấy, thì ví dụ A mình nối với một cái nốt nào đó, B nối nốt nào đó thì chúng ta có A là tương ứng với layer 1, B thì tương ứng với layer 2. Đấy, sau đó thì sang tiếp layer mix mình lại hòa trộn tiếp. Đấy, và thường thì cái opacity này nó cũng khá tương đồng với cái phần factor này của mình, gần giống. Thì đấy, một số cái mà nốt chúng ta sẽ thường thấy khi mình con nốt từ Banimax, yếu là vật liệu Corona, mình sẽ con vớt sang Blender, mình sẽ có cái hiệu như vậy.
Ngoài ra thì thằng Body Mask nó sẽ có một cái nốt mà mình sẽ thấy ở trong render không có, đó chính là cái thằng phone lock. Cái thằng phone lock này. Phone lock này, cái này thì chúng ta sẽ phải thêm từ bên ngoài vào để mình có hiệu ứng của nó. Thằng phone lock thì nôm na chúng ta sẽ thấy nó có hiệu ứng như thế này. Cửa sổ rồi đây mình sẽ dùng cái nốt phone lock không. Đây mình sẽ để một cái màu đen, một cái màu trắng. Nhưng mà chúng ta thì preview luôn. Đây. Nốt phone lock mình sẽ tạo hiệu ứng kiểu như này. Đấy. Cái hiệu ứng này chả biết dịch ra tiếng Việt nó gọi là gì, nhưng mà nôm na thì dùng cho vải vóc khá là nhiều. Đâu cái này em sưu tầm mà chị, không đỉnh gì đâu. Đấy thì như một số vật liệu vải vóc, đặc biệt như kiểu dạng như vải lụa, vải nhung ấy, nó sẽ có hay có cái hiệu ứng này. Thì nhờ cái nốt phone lock thì chúng ta tạo được cái này. Tương đối là ok, cũng na ná như trong thằng mắt. Đấy. Thì cái này chúng ta cũng có thể chỉnh cái độ ảnh hưởng của cái hiệu ứng. Đấy. Chúng ta quan sát làm việc thành nhiều hơn này. Chúng ta có curve strength này. Đấy. Tăng giảm cái độ tương phản này. Rồi chúng ta có layer weight, thay đổi vùng sáng tối này từ một cái màu. Đấy. Cái nốt setting của nó thì đây, để cho mình có sưu tầm để tìm được số ngóc ngách thì tổng hợp với như này, nó sẽ là kết hợp của layer weight với RGB curve. Đấy. Nó sẽ mix với nhau và dùng mask lên để điều chỉnh. Đối với những cái vật liệu vải thì khi đó chúng ta cũng có thể tạo được các cái hiệu ứng khá là hay ho. Đấy, vải vừa xanh vừa hồng, màu xanh vừa đỏ. Cái nốt này nó đấy, em xuất thì nhờ vừa nãy em cũng có giới thiệu qua, đó là em xuất dạng file FBX. Em sẽ nhưng mà trước khi xuất file thì bao giờ em cũng sẽ chọn hết tất cả các cái object mà em ungroup, tách để tách nó hết ra. Ungroup để tách nó hết ra chứ không cho kiểu mình xét theo vật này nó gắn vào vật kia hay nó gộp theo theo các group. Sau khi ungroup xong thì em sẽ convert nó sang mesh để cho tất cả các modify của thằng Max đã sử dụng cho từng object nó sẽ được apply luôn. Sau đấy thì em chỉ import bình thường vào trong render với định dạng file FBX. Xuất thì mình có thể chọn tất cả các file rồi chọn là export selected này. Đấy. Export selected. Đấy. Mình sẽ có cái định dạng file FBX này. Mình xuất file ra rồi sau đó import vào như bình thường. Thế nó không có gì đặc biệt. Đấy thì chúng ta có cái nốt phân lọc. Thì đây là một ví dụ, đây mình sẽ làm theo cái thằng Max. Đấy. Mình sẽ làm theo phòng mắt. Ví dụ chúng ta đang có một cái nốt principle ban đầu như thế này, mình chưa thấy có gì cả. Đấy, mình sẽ nối fabric theo kiểu như bây giờ chúng ta sẽ xem là cái texture nối vào đầu tiên là texture nào. Ví dụ đây nó dùng là
public 2 này, chấm jpeg này. Đấy, thì em sẽ mở cái file public chấm jpeg và em nối vào. Đây, public 2 chấm jpeg. Đấy. Sau khi mở xong thì chúng ta sẽ, thường thì mình dùng quen Blender, mình sẽ hay có thói quen là bấm Ctrl T ấy. Thì nó sẽ ra luôn cái texture coordinate và cái mapping. Hai cái thằng này thực ra chúng ta cũng dùng rất là nhiều. Đấy, mình dùng Ctrl T nó sẽ tiện hơn. Sau đó thì sau khi mở xong thì mình sẽ phải check xem là cái texture này nó có scale không. Nó có dùng cái kênh UV nào khác không so với kênh UV mặc định. Đấy, mình sẽ phải check hết. Thì để check thì chúng ta sẽ click vào cái texture trong file body mask. Đây mình sẽ xem ngay ở phần đầu cái coordinate này. Nó sẽ có mục thí dụ như tiling thì chính là cái scale. Tương ứng là cái scale trong Blender của thằng mapping. Tiling 2 thì mình cũng chỉnh scale bằng 2. Đấy. Và chỉnh xem là nếu nó dùng cái kênh UV mặc định của trong Blender. Thường nó sẽ là map channel 1 này. Thì tương ứng với cái thằng UV map đây, UV channel 1. Trong mục data của thằng Blender. Trong một số trường hợp, thí dụ như cái vật liệu của mình nó mix rất nhiều thứ. Nó thêm rất nhiều chi tiết khác. Mà nó sẽ phải trải UV theo một kiểu khác nữa để nó thêm cái đó vào. Thì nó sẽ có map channel 2 hay 3, 4, 5 gì đó. Thì chúng ta sẽ không dùng cái texture coordinate nữa. Mà mình bắt buộc sẽ phải dùng cái thằng UV map. Đấy, sau đó mình sẽ dùng kênh UV tương ứng, rồi mình nối được cái texture đó thì nó mới ra hiệu ứng đúng. Nếu mà trong một số trường hợp mình không để ý cái thằng này mình nối, mình sẽ thấy cái hiệu ứng nó khác ngay. Lúc đấy mình sẽ phát hiện ra đó là cái thằng UV map nó đang dùng là một thằng khác, là một cái kênh UV map khác chứ không phải cái thằng đứng trên đầu như này. Đấy. Thì mình sẽ phải thay thôi, không dùng texture coordinate nữa mà dùng một cái UV map cụ thể. Đấy. Rồi chúng ta cũng sẽ check là xem là nó có xoay không, thì chính là angle đây, UVW chính là tương ứng với x, y, z. Đấy. Thực ra cái UV unwrap thì chính là unwrap trên trục U và trục V, tương ứng với trục x và trục y. Mình làm tương tự là mình sẽ có cái texture như vậy. Rồi trong một số trường hợp thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ có trong cái mục dưới này, bitmap parameters. Ở dưới này thì nó sẽ còn có cái gọi là crop đây, crop đây. Đặc biệt là những cái vật liệu tranh ảnh nó sẽ hay có cái hệ số crop ở đây. Đấy, thì mình sẽ có WH tức là wide. Về hai chiều cao chiều rộng thì nó lại là cái scale x y nữa. Và cái UV thì đây, tức là cái độ dịch thì chúng ta có thể chỉnh theo x y ở location. Thì trong nhiều trường hợp thì sau khi chúng ta chỉnh cái hệ số scale tiling ở trên rồi, mình bắt buộc phải thêm một cái mapping nữa. Đấy, một cái mapping nữa để mình chỉnh cái hệ số scope, crop ở dưới. Đấy. Tức là mình sẽ dùng mapping hai lần. Còn một số trường hợp nữa là họ dùng cái crop này. Cái crop của thằng Max này nó rất là hay, là nó có thể crop lại chỉ lấy một vùng ở trong cái texture đó và nó lặp lại liên tục luôn. Thì cái này em cũng đang nghiên cứu một cái node crop để nó ra được cái hiệu ứng như vậy. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa tối ưu lắm nên chưa dám công khai. Thế nó còn khá nhiều lỗi. Nó test trên một số file rồi nhưng mà có cái được rồi không nên chưa công bố được. Đấy. Thì hiện tại chắc chỉ không dám công bố cái nốt của nó vậy thôi. Đấy. Còn đâu đa phần thì chúng ta sẽ phải dùng cái mapping đầu cho tiling và mapping sau cho nó có. Đấy. Tương tự thì chúng ta có Fabric 2 này.
Rồi ở dưới chúng ta lại cũng lại có một cái texture fabric nữa, tức là cái nốt phôn họp này thường nó sẽ dùng cho hai cái đồng vàng. Đấy, nó có mắt 1 và mắt 2. Mình cũng sẽ phải check tiling corp các kiểu. Đấy. Trong một số trường hợp ý, các cái texture vào mình còn thấy nó còn có thể thay đổi một số hiệu ứng ở đây, ở phía dưới này. Ví dụ như nó có thể đảo màu thì chính là invert. Đấy thì chúng ta cũng có thể dùng cái color, invert color để mình đảo màu. Thường nó sẽ là những cái map dạng đen trắng dùng để masking hay là thay đổi opacity. Thì nó sẽ hay dùng cái invert này để nó đổi màu. Một số trường hợp nữa thì nó sẽ thay đổi cái output amount hay RGB set, RGB level. Đấy, tức là nó sẽ tăng sáng hoặc là cho cái texture nó giảm xuống, nó tối đi. Thì mình cũng có thể thay đổi ứng biến bằng hai cái nốt hue và gamma này để mình ra được cái hiệu ứng tương ứng cũng gần giống khi họ thay đổi cái bộ thơm mao với RGB level nó đi. Đấy. Những cái thêm text này thực ra nếu mà mình check thì cũng khá là mệt mỏi nếu mà giả sử họ làm rất là nhiều thứ trên một cái tách này trước khi nối vào các hiệu ứng tiếp theo. Đấy, nối vào đây thì chúng ta sẽ có cái nốt phonor này. Phonor ở đây thì thằng body mask nó sẽ có chia hai cái, một là fan hai là size. Đấy, fan là kênh phía trên và size là kênh phía dưới. Fan tức là cái mặt nhìn thẳng của mình, còn size thì nó sẽ là cái mặt nhìn nghiêng. Đấy, fan và size. Mình sẽ ví dụ lại phun ngọc đây. Đấy. Phần tức là nhìn mình nhìn trực diện vào cái phần thẳng đây này. Đấy. Còn sai thì nó sẽ là các cái phần mặt nghiêng này. Đấy thì chúng ta sẽ thấy là phần ở đây ví dụ ở trong body mask nó sẽ là màu đen. Tức là mình nhìn trực diện phần vải nó sẽ màu đen. Đấy. Còn sai đây nó sẽ màu trắng, tức là những cái phần rìa, cái góc nhìn nghiêng. Đấy. Nó khá giống cái hiệu ứng Fresnel nail. Đấy. Cái phần nhìn nghiêng thì nó sẽ là màu trắng. Thì cái nốt phonop này nó sẽ tạo được cái hiệu ứng đó. Tuy nhiên thì cái phonop này em tạo ra được trước thì cũng lâu rồi. Nó sẽ hơi ngược một tí. Ở đây sẽ để là white và black. Nhưng mà cũng may 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 mắn là cũng có chú thích rồi. Bảo đổi lại nhưng mà lười quá. Lười code lại quá. Đấy, thì black đây từng với phát tức là cái mặt nhìn trực diện của mình muốn sáng hay tối. Đấy, còn white side là cái mặt bên. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ tương ứng là thí dụ bên fan là bên side nó là bao nhiêu thì mình cũng thay đổi từ lúc như vậy. Thì bây giờ chúng ta có thể nối vào này. Thí dụ như mình có fabric 2. Mình nối vào fan. Đấy, fan đây, fabric 2. Đấy, còn fabric thì mình nối vào size. Đấy, fabric nối vào size. Thường thì chúng ta sẽ thấy nó còn có một cái hệ số ở đây nữa. Có thể nó sẽ để là 100, 100%. Đấy. Nhưng mà thí dụ như trường hợp này nó sẽ thay đổi khác, đó là 80 và 50. Thì 80 và 50 thì em thấy thì nó sẽ là một kiểu mình mix color nữa. Tức là màu cơ bản nó là đen và nó mix 80% với cái texture mà nó nối vào. Đấy, thì chúng ta sẽ có fabric 2 mình mix với cái màu đen gốc của nó và cái factor 0,8 tương ứng với cái thằng size cũng thế. Size thì chúng ta sẽ có mix 0,5 50-50. Sau khi nối xong thì mình sẽ có hiệu ứng như vậy. Đâu đổi quy sao? Vậy thì chúng ta lại có hiệu ứng vải như này. Đó.
Thôi em nói em tí nữa thôi. Đấy. Mình sẽ có hiệu ứng như này. Sau đó thì chúng ta sẽ check thêm một vài các cái thông số khác nữa của thằng mắt. Thí dụ như đây chúng ta sẽ thấy là reflection của à đâu nhỉ? Reflection bằng không. Đây. Tức là cái thằng specular nó sẽ để bằng không luôn. Đấy, chúng ta sẽ thấy nó hơi khác thì còn glossiness ở đây nó để là một, mình có thể thấy ngay nó chú thích này, một tức là completely sharp, tức là bạn 100%, thì trong render mình sẽ để roughness là không. Đấy, thì em kéo hai thằng này xuống thì mình sẽ thấy nó ra được cái hiệu ứng vải như này, còn nếu bình thường thì chúng ta để không thì nó sẽ như này. The specular nếu mình để bằng một thì nó vẫn sẽ có sự ảnh hưởng bởi ánh sáng chiếu vào, màu nó sẽ hơi nhạt đi. Đấy. Nếu chúng ta để bằng không thì nó sẽ ra được đúng gần như cái hiệu ứng. Đấy. Sau đó chúng ta có thể chỉnh ví dụ size shell này. Đấy. Để mình xem là cái hiệu ứng vậy đúng chưa, rồi cấp factor cũng thế, đây là width, vậy thì có cái nốt phone học này là em thấy là đa phần sẽ dùng rất nhiều, quan trọng khi chúng ta convert từ mask sang blender đối với vật liệu Corona. Băm thì chúng ta cũng sử dụng bình thường thôi. Băm normal mình sử dụng bình thường. Ở bên Corona nào thì mình sẽ nối sang y hệt như vậy. Tuy nhiên thì cả cái shell, cái mức độ băm của thằng Corona khi để sang Blender thì trong nhiều trường hợp nó không đồng nhất. Không biết lý do vì sao. Thì cái phần shell và distance này chúng ta có thể tùy chỉnh. Đấy, lúc này mình lại phải tùy biến một xíu để sao cho nó ra được cái hiệu ứng giống như chúng ta làm ở trong render thôi. À, cái này đang bị nối nhầm. Đây, nốt cũ rồi. Trong hai nhé. Đấy. Nếu như giả sử mình dùng đúng cái hiệu ứng cái con số băm đây ở bên trong Corona nó là 1.05, 1.05 trên 100 thì mình có 1.05 trên 100 thì cái băm đấy nó rất là yếu. Đấy. Và render trong render thì mình gần như là sẽ thấy nó không không thể hiện được mấy cái mức độ băm của nó. Có rất nhiều trường hợp. Thì chúng ta có thể tùy biến cái này, cả scale và cả cả distance mình cũng có thể thay đổi. Ủa, Khánh ơi, chị hỏi tí cái nốt phone op á, Vâng. em đang dùng bản Blender version bao nhiêu đó, hay là À, cái cái này là em viết hả? này là em tìm với tổng hợp trên mạng xong rồi em ấy lại. Tại Vâng. vì chị cũng mở Blender 4.0 lên này mà chị kiếm nốt phone op thì nó không có, nó chỉ có cái live phone op thôi. Cái này theo à cái đấy đợt trước em gửi cho anh Kiệt dùng thử thì cái file đấy em xếp từ bản 4.0 nên chị mở từ 4.0 được, nhưng mà thực ra cái nốt này em làm từ hồi còn bản 3.0 cơ đấy, nhưng mà cái đợt em gửi cho anh Kiệt là em lỡ lỡ tay em xếp bằng Blender 4.0 nên nếu chị mở bản thấp hơn là không nhận. Không, chị đang mở bản 4.0.2 luôn á. Không, sao chị search nó không thấy, tao chị tìm nó không thấy. Không thấy á. Nó chỉ có live for not thôi. Đây, Đành. à không, cái này chị phải append vào. Cái này là thêm đấy. Cái này là thêm ở ngoài. Không 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 có sẵn trong Blender đâu. Em Nó giống ra như là là thêm add-on hết ảnh bùa đó. Bùa đâu mà bùa trời. Nó là bùa. Từ dựng là bùa.
anh bùa cái nó đó không của anh Khánh tạo ra đó em. Giỡn đây này, còn phải cốt đây này, cốt này phải bấm app pen này này đấy, bấm này xong rồi vào group này nó mới ra đây này. Okay, anh phải gửi em cái add-on đấy. Không, cái add-on này của anh chỉ gửi cái file phone học để append thôi. Ôi, chơi add-on của anh đồ. Cái gì nữa, người ta viết đó bạn. Trời ơi. Okay, okay. Người ta mới không ngồi viết mà. Bởi vậy chị mới nói, ủa sao, sao nốt phone off này có mà chị không biết. Chị xong cái mồ hồ chị mỏ nó, ủa, vậy là Khánh biết rồi. Hồi nãy tại vì có khúc em nói là cái khúc mà white với black á, bị ngược á. Vâng, đúng rồi. Thì em nói là lúc đầu là em không để ý, sau đó em mới thấy, nhưng mà lúc đó em lười đổi quả lại quá, chị chưa kịp hỏi là thôi chị để em nói hết xong chị mới hỏi á. Vâng, đúng rồi, tại vì trong thằng Max thì nó sẽ để fan lên trước, size ở dưới, nhưng mà cái đợt em tổng hợp lại thì em lại để size lên trước, fan ở dưới. Mà em cũng lỡ cho vào code rồi, đâm ra em lười chỉnh á, nó sẽ hơi bị ngược một tí thôi. Ngược đâu sao, cái này mình hiểu cái tính chất của nó, mình dùng gì cũng được. Vâng, mình hiểu thì mình nối là vẫn ok. Ôi dồi ôi, ghê quá, team này ghê quá. Toàn là anh chị, mấy anh chị giỏi ẩn danh không ta? Chết rồi. Viết code rồi nữa. Đấy thì chúng ta sẽ có cái phone off đấy dùng rất là nhiều luôn. Để xem. Code thì em cũng chỉ biết tí teo thôi. Đợt chỉ có người bạn cũng rủ học code đó mà chị lúc đó không có học nổi. Chứ không thôi giờ cũng xong rồi đó. Cũng chỉ vì cái thằng con vớt vật liệu này mà em phải học code đây. Tại vì có những cái bước mà mình lười quá. Kiểu nó cứ lặp đi lặp lại. Thì thôi code cho nhanh. Ước gì anh có một cái add-on để chuyển thẳng từ 3D Max vào Blender, không cần phải ngồi chỉnh vật liệu. Có rồi em, có rồi em. Có nhưng mà nó không tối ưu đâu em ạ. Gãy. Em test rồi, gãy. Gãy mà, chính vì những cái như kiểu phone off hay combo sai này là con vớt mà chết luôn. Gãy. Cái đó là... cái thằng mà chuyển từ 3D Max qua Blender em test rồi, gãy. Là em dùng mà anh đọc, em dùng cái đó tên gì? Nó hồi đó em test là em test thằng BMax. Đúng rồi, chị vẫn đang dùng BMax. Là có một cái trick nhỏ như thế này là em bắt buộc em phải tháo hết tất cả những cái nốt phụ. Là giống như là cái phone off đi, cái phone off đúng không? Nó đang dẫn qua hai map. Thì hai cái map đó em có thể dẫn vô cái deep field hoặc là dẫn vô cái specular gì cũng được, dẫn đại vô. Là em phải... map ra thôi. Đúng rồi, chỉ là để em giữ lại cái map thôi. Sau đó em xuất thẳng qua rồi, sau đó là sẽ làm những cái bước thủ công như là nãy giờ Khánh hướng dẫn á. Thôi chị Khánh có thể code một cái mà nó cần vệt hết mấy cái nốt của 3D Max qua luôn, không cần thủ công. Như vậy thì giống như là... cũng được. Cũng muốn làm lắm nhưng mà chưa ai trả tiền cho làm phải không? Ok. Chứ gì nữa. Em phải kiếm tiền nên trả tiền cho anh Khánh làm. Người đó. mấy cái code rồi này kia rồi được chuyển đổi qua là cũng phải hiểu cái bên 3D Max như thế nào rồi viết ra rồi chuyển qua nữa chứ không phải chỗ chiếc xám của người ta, thời gian của người ta không đây. Thì mình nói là em trả tiền cho anh làm chứ không có bạn làm free đâu. Hai chị em mình. Đấy, em... có kèo đó luôn. Ok, để Khánh nói tiếp đi. Khánh tiếp đi Khánh. Vâng, thì em đang tìm. Toàn ngộp rồi em. Giới thiệu thôi mà. Cái này cái gì ta, quên mất tiêu rồi. Quên, làm mà anh quên. Hay chưa, cái này là có bùa. Rõ ràng là có bùa. Bùa gì ta? Anh bùa hay cái nó color ram vô kệ. Không, không phải bùa đâu. Anh nhớ là có làm nhưng mà cái thằng này nó của thằng nào. Dùng chung 100 đồ. À đây. Đây mình đứng. Đấy.
Không phải Brickcan, Brickcan là thằng nào đó. Đây. Phải tìm được cơ. Anh thử, anh có tâm bây giờ, anh có tâm thì anh bấm vô cái nút mũi tên á, anh xóa mấy cái anh dư tưởng. Đâu, Dữ bấm vậy. bấm đâu? Bấm ở đâu? Cái mũi tên ngay giữa đó đó, À, nó có cái remote bên dưới. đúng không? Đúng rồi. Đây, bùa phát nữa đây này. Ừ. Đấy, lại code này. Đấy, thấy chưa? Anh chơi mấy cái trò tại em có đâu. Chơi Đấy, mấy cho trò nên tại em có là ông Tuấn ông mới là làng lên là kêu bảo là Khánh bùa đấy. Cây vậy, không chơi mấy trò không ai có hết trơn á. Người ta em là bùa thôi Tuấn, tại em gian gian em gian dối quen, người ta là người ta thẳng thắn mà. ổn. Đây là người ta tạo ra chứ không phải bùa của người ta đâu. Ok em ổn. Ừ. Ok, anh tạo ra chứ anh không hề bùa. Ok, anh tạo ra có mình anh có thôi. Đúng rồi. Đây đây đây, Pecan Hay này đây, quá. Ừ, Valorant đây. cái này là Má. đây, nó là cái rìa của cái vải đâu ta xếp rồi. sẵn em biết code rồi đó, em có thể viết là cho Blender một cái giống như là nó sẽ nhảy ra cái bó up giống như là bên mắt không, mỗi lần mà mình làm một cái tác vụ khác á. Bút như nào em chưa hình dung. Giống như là mỗi lần bây giờ mình muốn vô vật liệu đúng không? Thì mình nhấn M nó sẽ nhảy ra một cái pop mới á, một cái tab, một cái window mới á. Cái đấy thì có được chứ, không chừng có người code rồi luôn. Có Nhưng mà khả năng đấy, tụi nó, nhưng mà nhiều khi tụi nó giấu á, tại giống như đúng là giống như rồi. là cái Giống như workflow của người Khánh vậy. ta. Đúng không? Thằng quỷ này đã xéo người ta. Đúng rồi, kiểu người ta làm trong công ty, người ta chỉ dev trong công ty thôi. Anh làm cho ổng mà, rõ ràng anh làm cho ảnh mà. Thì bây giờ hả, tụi mình sắp xếp quy trình này kia muốn làm sao sao đi rồi hả, coi donate cho Khánh được nhiêu chứ, tự nhiên người ta viết thì nghe viết không. Đây đây thì cái này để xem là nó là vật liệu rồi, để pick đúng thế đây. Ôi, tuyết càng rồi. Đây, play can đây. Thí dụ như ở trong Max đây nó còn dùng Guardian đấy, thì mình cũng phải chơi Guardian, mình cũng phải chơi Guardian. Đấy, và chơi Guardian Texture thì mình cũng chơi Guardian Texture. Thì ví dụ ở đây em sẽ thấy là nó có chia size 81 rồi xoay 45 độ, thì chúng ta có thể chỉnh kiểu kiểu như vậy. Đấy, 81, 45. Là nó có cái tỷ lệ 81. Sau đấy thì chúng ta sẽ có một cái Guardian RAM đây, thì chúng ta sẽ mình dùng Color RAM để mình chỉnh. Đấy, chỉnh đi hệt như vậy. Mình có thể check màu của nó đây. Nó có RGB này, position 38 thì chính là chấm 38 ở trong con của em. Của Blender mình sẽ có cái nốt như này đấy. Thì như ở trường này em sẽ dùng cái kênh màu X để em chia ra, để em dùng cái con của em này. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ thấy là nếu mình chỉ dùng kênh màu theo trục X UV này, dùng color ramp ấy, thì cái dải màu trong color ramp này nó sẽ trải dài trên toàn bộ UV, trên nó không ra được những cái đoạn cắt 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 đấy, thành thành các cái rãnh ấy, các cái viền mà như vừa nãy mình nhìn đấy. Thì chúng ta sẽ phải thêm một cái nữa là dùng dùng mask node, tức là dùng cái toán này. Mình sẽ có một cái là chả biết đọc là gì, chăn chăn kết à, chăn kết modulo và divide đấy. Mình phải dùng hai cái nốt này mình chia ra thì nó sẽ ra được cái hiệu ứng này. Chăn kết modulo ừ.
bản Blender cũ thì nó chỉ có đúng là modulo thôi, nhưng mà ở Blender mới thì nó sẽ chia là chunk kết modulo và for modulo. Thì mình chỉ cần lưu ý là với cái trường hợp mà gradient thì nó chia mask như này thì mình sẽ dùng là chunk kết. Cái này không phải bùa nha. Dạ anh. Không thật nhé, mà bùa. Nốt người ta viết mà cứ nói, cứ bảo là bùa. Ok. Tù lưu. Xin đi, mua 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 nốt của anh Khánh viết đi. Ông này bùa. Ông nói vậy chứ. Đó. Đấy một vài lưu ý. Bây giờ sẽ thử một cái ví dụ khác này. Thì mình sẽ ví dụ cái kim loại đi. Xem anh em thích, thích, thích con gì. Tôi mở thử Audi. Dần dần em sẽ quen thôi, không gộp đâu. Cứ chậm là chắc. Đây thì mở file anh xem được. À, em đợi chị đi lấy nước. Ok. Đây em xin giới thiệu tiếp. Ví dụ trong ok. Đấy, thì ví dụ như một cái lốp này này thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó có một vài thông số mình sẽ chỉnh. Đây nếu mà mình sẽ thấy bên Corona thì nó sẽ có các cái texture nối vào Reflection Color này và Reflect Lossy. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ lấy cái màu đó và mình nối vào Color này được. Đấy, và pin. Đấy. Và chúng ta có texture nối vào Glossy. Thì mình sẽ nối vào Dotnet. Tuy nhiên thì nó sẽ ngược nhau một chút, là mình có thể lấy một trừ đi cái giá trị của thằng Glossy này, hoặc nếu mình lấy nhanh thì mình có thể dùng Invert Color để mình đảo màu.
cũng tương đối ok đối với thằng Reflect Glossy đó. Đấy. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có một cái nó hơi hay ho một xíu mà mình có thể mình sẽ cần quan tâm, đó là cái thằng băm này. Trong một số trường hợp mình chỉnh thằng băm ở trong Blender theo cái hệ số của thằng material này. Trong Corona thì thấy nó không được đúng, không được đúng cho lắm. Đấy. Nó sẽ hơi bị chìm như thế này. Đấy, thì chúng ta sẽ có băm đây. Thì nếu mà bình thường mình xem các cái clip giới thiệu, đa phần thì họ chỉ chỉnh strength thôi. Còn nó distance thì không chỉnh mấy. Đấy. Nhưng mà trong một số trường hợp, ví dụ như cái lốp xe này, thì cái mà chúng ta cần chỉnh đa phần chủ yếu nó lại chính là cái thằng distance. Đấy. Cái distance này thì nôm na mình có thể hiểu là nó tăng giảm cái độ gắt giữa vùng nồi và vùng lõm của một cái texture băm. Đấy. Nếu mà chúng ta để bằng 1 thì nó rất là gắt. Đấy. Mình sẽ thấy nó gắt như này. Nhưng mà nếu chúng ta giảm cái distance xuống thì độ gắt nó sẽ giảm theo. Nhưng mà cái chi tiết mình nhìn nó vẫn rất là nổi. Đấy, với thằng băm này. Và một cái nữa là trong kha khá trường hợp ý, thì những cái texture mình dùng để tạo băm thì chúng ta không dùng interpolation linear nữa, chúng ta có thể dùng cubic để cho cái phần băm này nó các chi tiết nó đỡ bị răng cưa hơn. Đấy, trong texture nó sẽ smooth hơn nếu mà mình zoom lại gần. Cubic interpolation đây, còn để linear thì mình sẽ thấy rõ răng cưa này. Gì? Đấy là một cái ví dụ về cái lốp xe. Tiếp theo là đá tiếp tu chiêu. Tiếp theo là em sẽ sang cái nào ta? Đây, sang cái vỏ đi. Sang vỏ em vui. Đây, vỏ xe cũng là một cái cũng khá hay ho, tức là từ Blender bản bản 4.0 trở đi thì mình mới thể hiện được, bắt theo được thằng Max, đó chính là cái mục tin này. Đấy. Corona Reflection. Đây, thí dụ ở trong Max thì nó sẽ có một cái Corona Layer. Thì mình có thể hiểu luôn thằng này chính là một dạng mix shader ở trong Blender. Mình sẽ mix hai vật liệu với nhau theo một cái factor. Đấy. Và factor ở đây mình thấy luôn nó là một cái nốt phonor. Phonor dùng khá là nhiều. Nếu mình có thằng này mình quẩy được khá khá đấy. Đấy, thì nó sẽ có hai cái nốt, một là thí dụ thằng Material 277 thì mình sẽ có một cái nốt ở trên, và một material 229 là mình sẽ có nốt ở dưới. Ở đây chúng ta có thể thấy là cái nốt 227 này nhìn nó không có tí kim loại nào. Những cá nhân mình thấy thì khi dùng cái thằng Corona Legacy này thì chưa biết là phân biệt kim loại với phi kim ở cái thông số nào là chuẩn xác nhất để mình thay đổi cả. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái thông số mà chúng ta chỉnh theo nó cũng ra cũng khá là ok. Thí dụ đầu tiên thì mình sẽ mix, mình sẽ chỉnh cái vật liệu này ra. Đấy, ở đây mình cũng có thể check này, reflection chính là specular này. Và để là một màu đây chúng ta sẽ có là 155. Thì mình có thể pick màu luôn, mình bấm vào tin này. Mình pick màu bên này. Ok. Đấy, mình sẽ có được ngay cái màu xe nhìn tương đối đen.
chúng ta có glossiness là 0.33 thì mình sẽ lấy 1 trừ giá trị đó thì mình sẽ ra roughness độ nhám là 0.67. Đấy, Fresnel Iowa là 3 thì mình cũng chỉnh đây là 3. Đấy. Nôm na thì chúng ta sẽ có như vậy. Còn đâu diffuse nó sẽ để level là 0 đây. Thì nó sẽ là dùng color chính luôn. Nó không dùng text bên ngoài. Nó sẽ là cái màu này. Sau đó thì chúng ta sẽ mix với cái màu thứ hai. Đây, màu thứ hai đây. Màu thứ hai thì mình sẽ nhìn thấy ngay đây nó kim loại, nó có phản xạ này. Chúng ta cũng chỉnh theo reflect là 1 này. Đấy, glossiness nó là 1 thì đây roughness của mình sẽ là 0. Đấy. 1 trừ 0. Fresnel Iowa là 5 này. Mình chỉnh là 5. Đấy, màu đây 255 thì mình có đây là 1 rồi. Kiểu như vậy. Và metallic mình sẽ kéo lên 1. Sau đó mình có thể mix hai thằng này với nhau và dùng cái phonor để kết hợp hai hiệu ứng thì mình sẽ ra được cái màu xe cũng tương đối. Wow. Đỉnh đỉnh. Đấy, ngoài ra chúng ta có thể mix kết hợp, nó sẽ ra được những cái màu trông khá là khó chịu như này. Đấy. Bạc nhưng mà lại có ánh cam, ánh hồng gì đấy. Đấy, nếu mà những cái màu này mà bình thường mình mix thì nó hơi khó ra. Quấy nhạc sàn. Em lúc TAC đó còn bị sư phụ đánh bóp bóp bài hát gặp Phật tổ, em còn có gì ghê đáng sợ hơn hay sao? Chỉ là lâu lâu kiểm soát cảm xúc không tốt thôi. Animated emoji BCC Benhammer. Nghe có vẻ hoang mang nhỉ? Đấy thì chúng ta có kim loại này. Rồi tiếp theo thì gì mà đánh bóp bóp? Sẽ có kính hay thủy tinh. Đấy. Mình sẽ có kính đèn hoặc là kính ô tô. Đã tìm được nốt vlog của anh Khanh mặt cười. Ê hê. Đấy thì em search Google nó sẽ ở ra. Ở đâu? Khánh sao? Nếu mà ngại tìm tí em gửi cho. À, gì mãi đỉnh. Giờ ngồi cốt ép con mặt cười. Cốt đi em. Đấy, thì chúng ta sẽ có vật liệu kính. Đùa này. Đấy tha. Đùa gì, cốt xong thì mới thấy là không cốt là cả một vấn đề đấy. Hãy cốt đi, đừng ngại mùng. Đây, vật liệu kính thì mình sẽ thấy là nó hơi dị một tí. Đó là vật liệu kính đây thì nếu mà mình chuyển từ mắt sang thì hiện cho đến hiện tại thấy nó sẽ mix theo kiểu như này. Chúng ta vẫn có nút principle. Mình sẽ tăng transmission lên để nó thành vật liệu thủy tinh này. Chúng ta cũng chỉnh IOA theo. Rossinet theo, reflection mình cũng chỉnh theo. Đấy, đây 0.27. Màu theo. Đấy, sau đó chúng ta sẽ phải mix với reflection nữa. Đấy, reflection thì chúng ta cũng có thông số đây. Rossinet thì roughness ngược lại này. Cũng có IOA và màu. Đấy. Thì mình nhìn trong EV nó sẽ như thế này. Nếu mà chúng ta bật cả cái option Ray Trace Reflection lên. Đấy, còn nếu không bật thì nhìn EV mình sẽ không thấy gì xuyên qua cả.
tương tự với em cái sẽ mark đèn ô asset tô mặt đấy. cười. Chơi asset cũng được. Asset thì em sẽ mất một cái công là gì nhỉ? Mở cái cửa sổ asset thì kéo thì bằng anh mở cái F1 để bấm ghi. Đâu đây đây anh làm trong vật liệu nhá, anh bấm N một cái nhá, anh append một cái là xong. Này gọi là cố chấp B. Cậu kia em phải mở xong lại còn lục danh sách menu các kiểu. Chắc chắn là asset của em nó sẽ nhiều category đúng không? Em lười có lắm rồi, em chuyển qua ngành này để không phải có cái làm sai đi. Thôi học code đi, học code đi em. Rồi. Chắc tại Tuấn thấy mấy bạn mà cốt bị bạc đầu á, cho nên là nó sợ không có dám cốt. Em bạc đầu trước khi cốt. Cốt xong em đỡ bạc đầu rồi này. Đấy, chúng ta sẽ có reflection và kết hợp với principle kiểu như vậy. Còn trong một số trường hợp nếu mà cái kính mình hoặc thậm chí là nước chẳng hạn, nó sẽ còn có một cái gọi là volume metric đây. Nó sẽ có cái absorption color đây. Thì tức là những cái vật mà nó có thể tích, nó có độ dày. Thì mình có thể dùng thêm cái shader volume absorption, mình nối vào volume đấy. Và mình nháy màu của cái thằng absorption color. Thì mình sẽ có được cái màu của phần độ dày kính thủy tinh nếu mà nó có độ dày thật. Như hiện tại thằng này không biết có độ dày không ta. Có, đấy. Thì nó sẽ hơi ám xanh một tí. Wow. Trong trường hợp này nó sẽ hơi ám xanh một tí. Đem preview thử bằng cycle, đấy. Cycle thì mình nhìn nó sẽ hơi đen tại ánh sáng bên ngoài nó mạnh. Thử nhìn vào trong. Ơ, đâu rồi? Khánh giảm ánh sáng thử. Đây em đang dùng cái HDRI. Đây nếu mà dùng background không thì nó sẽ như này. Đấy mình vẫn nhìn vào được bên trong. Ok. Đấy là về một cái lưu ý về cái kính. Kính thì mình sẽ có thể mix kiểu kiểu như vậy. Rồi thêm cả màu absorption nếu có. Còn thí dụ như ánh sáng đèn. Đấy. Ánh sáng đèn đây. Đèn thì trong Max mình chuyển sang cũng tương đối đơn giản. Đèn thì hầu như họ chỉ ở dùng illuminate option thôi. Đây. Họ vẫn dùng một cái nốt đầy đủ như thế này. Thì nó cũng tương ứng với cái nốt principle của mình. Nhưng mà em thấy là dùng cái thằng principle này, nếu mà đúng về bản chất thì rõ ràng là principle nó đang là một cái block. Nó chứa khá nhiều thông số. Nếu giả sử cái scene của mình nó nặng thì cái nốt này nó cũng sẽ nặng theo. Thay vì đấy mình dùng mỗi cái emission thôi, nó lược bớt thông số đi. Thì file nó cũng nhẹ hơn về phần nào đó về mặt lý thuyết. Đấy, thì chúng ta chỉ cần check trong cái advanced option đây. Nó có màu gì thì mình pick màu đó đấy. Đấy, và multiplier thì nó để 4 thì mình cũng để strength là 4. Ừ. Trong một số trường hợp thì họ sẽ dùng màu là dạng nhiệt độ ca cơ. Đấy. Thì mình có thể dùng cái back body để mình thay đổi theo. Mình nối một color này. Nó có thể là 4.000, 8.000 hay bao nhiêu đó. Thì mình cứ chỉnh theo. Đấy, nó sẽ ra được cái màu và cái ánh sáng cho thằng này.
Ok, bài chia sẻ của em đến đây đã xong. Mọi người có thắc mắc gì không? Thắc mắc, anh sẵn sàng bán ép con đó bao nhiêu tiền? Mặt cười, B. Anh không bán tại vì không phải là do anh muốn, à không phải, anh không muốn xe phi, không phải vì anh muốn bán, nhầm. Và bởi vì cái add-on của anh nó khá là loạn, nó kết hợp khá nhiều job với nhau ấy, chứ không phải có mỗi cái phone học kia. Đâm ra nếu mà giả sử anh gửi cả add-on thì nó khá là thừa, nên anh mới bảo nếu mà mọi người cần thì anh sẽ gửi riêng cái phone học thôi. Thì nếu mọi người cần dùng chỉ cần append vào, hoặc là cho vào asset như kiểu em ấy, hoặc là code một cái add-on nó sẽ nhẹ hơn khá là nhiều. Chứ còn như cái add-on mà anh đang dùng cho cá nhân này, tức là anh kết hợp khá nhiều thứ, thí dụ như đây anh có riêng một cái bảng gọi là convert material, tức là các công cụ chuyên liên quan đến hỗ trợ làm việc nhanh cho cái giọng convert đấy, nó sẽ có khá nhiều cái đồng bộ ở kênh UV chẳng hạn. Thí dụ mỗi cái mảng miếng như cái object này này, thực ra thì cái tên của nó thông thường thì nó sẽ trùng nhau, nhưng mà trong khá nhiều trường hợp những cái thư viện mà mình nhận được ấy, mình convert ấy, thì cái tên nó không đồng bộ. Khi mình join các cái object vào với nhau thì nó sẽ bị xung đột về cái tên, cái kênh UV này này. Đấy, lúc đấy thì sẽ có một số các cái phần object sau khi mình join ấy, nó sẽ bị coi như tính là mất UV. Đấy, thì anh sẽ dùng cái kênh UV name này để anh đồng bộ lại. Nó sẽ có vài cái đấy. Hoặc là anh có dùng cái previous next này, tức là chỉ mở file trước, mở file sau thôi. Nếu giả sử trong một cái folder của anh nó có cái file đặt tên là 1, 2, 3, 4, 5 chẳng hạn. Đấy. Rõ ràng là sẽ có những cái ở trong add-on này là anh dùng nhưng mà em sẽ không cần dùng, kiểu như vậy. Hoặc đây này, anh lười vào cái phần đây, setting output render của Blender thì chỉnh kích thước về solution này với cả sample anh cho xử ra ngoài viewport này. Đấy. Lười 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 bật bên này, cứ bấm N đây, mở đây ra thôi. Rồi có mấy cái khác nữa, thí dụ như convert point cloud này, mình biến nó thành các điểm kiểu kiểu như vậy. Đấy, tức là kết hợp rất nhiều thứ vào trong cái add-on này, nó rất là lắt nhắt. Đây, ngoài cái phone học ra thì anh có dùng thí dụ như cái glass shader này, thực ra là để thêm cái hiệu ứng gọi là thủy tinh à, hoặc trong suốt, thì cho các cái file GB thôi, hỗ trợ cho bên khách hàng kiểu như vậy. Chứ còn những cái công cụ khác thì cũng đâu có liên quan đâu. Đấy, kiểu nó là một mớ hổ lốn ấy, nên anh mới ngại xe chứ không phải là anh muốn muốn bán. Thường GLB em nhớ làm thủy tinh bằng alpha chứ nó không có thông số transmission. À, cái đó thì anh không rõ đâu, nhưng mà Tại em nhớ có đợt em làm web mặt cười. Fake glass thấy mờ. ừ, anh biết là bằng alpha, nhưng mà có một bên ấy, một bên anh làm thì họ có cái convert đấy, và sau đó họ còn có quy trình xử lý nào đó thì nó sẽ thể hiện được là thủy tinh. Nhưng mà cái phần phía sau đấy thì không biết được, của khách hàng thì mình không biết. Đó. Ồ. Thì mình chỉ biết là đấy, mình sẽ có một cái shader thủy tinh mình convert sang kiểu như vậy. Ở trong Blender thì nó sẽ thành một cái màu kiểu xanh xanh, trông khá là dị. Đây, thí dụ đây thủy tinh nhá, Q8008 nhá.
Đây anh sẽ thêm một cái glass shader này. Đây nốt nó như thế này. Đấy, nó sẽ xanh xanh như này, rồi sau đó họ xử lý như nào thì chịu. Đấy. Tức là họ chỉ nhờ mình convert các vật liệu thôi, còn đâu về cái phần vật liệu phía sau làm nào để hiển thị các thứ thì mình không biết. À, ok. Đấy. Ok, mọi người thắc mắc gì nữa không? Hiện tại thì chị chưa có thắc mắc gì. Đâu, no, ok. Tròn nề mặt cười. Tròn hỏi gì không em? Chuẩn bị dưới trướng anh Kiệt nề mặt cười. Hỏi đi. Làm ẩu anh Kiệt đấm em. Em nhắn thấy Tòn lại ngại không hỏi giờ. Nó mà ngại cái gì, nó bật em chứ nó mà ngại. Đang thắc mắc sư phụ của Tòn là về anh Kiệt bẻ cho biết. Cho bẻ 7749 cái ly. Giác ngộ luôn. Thằng Khanh em cho, thằng Khanh nó lên studio đó, nó làm intern studio bên em á. Em cho vẽ ba cái chai giác ngộ luôn. À hóa ra sư phụ mà nãy Toàn nhắc tới là em đó hả? Lên đây, Toàn lên đây, lên qua tu nữa cho mày vẽ ba cái chai. Giác ngộ luôn. Ôi nhắc cái chai buồn quá. Cái vật liệu kính, cái vật liệu kính của anh để em đưa trên cái đống vật liệu kính của xe đẹp lớp á, xài cho nó ngon anh ơi. Ủa, nếu mà thường mà mua đồ á thì bài lên bên mình nó có vẽ đúng như kích thước không ta? Được, vẽ đúng được. Ừ, đúng kích thước mà. À, được. Anh vẽ đúng kích thước thì tương tác ánh sáng đúng chứ. Em buồn gì do bị tay đi. Chai lọ. Anh Khánh lấy cái Not Glass của xe đạp lót không? Anh cũng có tham khảo rồi nhưng mà anh không cần đến mức đấy. Hiện tại job anh chưa cần đến mức đấy. Nó có mấy cái caustic đúng không? Đúng rồi. Ừ. Anh thấy là ngon. Anh thấy con đó làm hơi bị ngon. Đang bị... Bởi vì em làm video anh chơi con đó, gắn con đó vô không? Khách hàng quá trời luôn. Đang bị buồn vì khách đòi yêu cầu khá cao nhưng mà tiền thấp. Tiền thì thấp, đấy, chuẩn. Yeah. Cái hôm trước anh hỏi em đấy, mà bảo một cái TVC đấy tầm tầm bao nhiêu tiền đấy. Một cái TVC mà kiểu thường là em sẽ tính theo dây cơ. Ừ, nhưng mà khách bên này thì họ đòi tầm mười mấy cái clip như thế. À, mười mấy clip rồi hả? Ừ, mười mấy clip như thế và mỗi clip lại có một nội dung khác nhau cơ. Và cái budget họ đưa ra thì chỉ gấp rưỡi cái số tiền mà hôm trước em bảo anh cho một clip. Bằng phân nửa số tiền bữa anh cái sao làm không được. Chứ như là mình shop lại với nhau là không được. Nói như không còn ra chơi gì. Quan trọng là cái thời gian là phải render á. Không, nhưng mà cái họ bắt làm mười mấy clip nhá, mà mỗi clip là cái sản phẩm riêng ấy, rồi còn thuê mẫu rồi thuê địa điểm các thứ cộng hết vào rồi, mà chỉ gấp rưỡi thôi, gấp rưỡi của một clip em bảo thôi ấy. Đúng rồi. Đó, thế mà thôi mà. Chán.
gắn portfolio dằn mặt họ lên. Gắn rồi. cho lên cái chết hôm trước em tính đá chị Trang á, khách giờ đòi chụp thiệt luôn mà khách không tin bên đây làm được vậy. Cái chết nào vậy? Cái chết làm cái áo á. À, cái chị Ri thì sai mới mới lớp thôi gì đâu. Ừ đúng rồi, cái chết mới mới lớp là xong rồi. Mà khách nói không, cái này tao không tin bên đây làm gạt, tao muốn chụp. Cái chết nó khó hơn là mọi người lớp luôn á. Chụp rồi, nói chung là nó set up rồi nó sẽ làm mắc hơn gấp chắc cũng 3-4 lần đó. Rồi. Tại vì nó Photoshop rồi nó làm nhiều thứ lắm, nó ghét. Đó, chưa nói tới chuyện mà phải chỉnh. Đúng rồi, tại vì chị làm rồi. Chị làm được, chị làm công ty trước nữa đó là nó làm dạng product như vậy mà. Là 3D là này kia làm xong rồi bắt đầu đưa qua để 2D làm và thêm một mớ đường lâm nữa. Bỏ, chị rồi nó sợ ấy. Đúng rồi, sao hình sao trên sao Facebook của chị Trang này của chị này gửi toàn thành chó mèo không vậy? Ủa Facebook cá nhân của người ta mà chứ không phải là một portfolio đâu.